Bài viết của luật sư Đăng Mạnh có tựa đề Phạm Duy, người viết quốc ca cho Mai Hậu. Ngày 5 tháng 10 năm 2021 là dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhạc sĩ Phạm Duy, người mà khi qua đời vào năm 2003 đã để lại cho khối di sản âm nhạc đồ sộ bậc nhất trong số các nhạc sĩ mà xứ sở này đã từng có. Đánh giá về sự nghiệp của ông, một nhà văn đã thốt lên: 100 năm sau cũng không có một Phạm Duy thứ hai ở xứ sở này. Dịp này, các trang âm nhạc hay người mộ điệu yêu quý ông đã tưởng niệm theo nhiều cách. Với tôi hy vọng công chúng yêu tự do, công bình, bác ái tưởng niệm ông như người viết quốc ca cho xứ sở này trong Mai Hậu. Có phi lý chăng nếu kỳ vọng vào một nhạc phẩm gánh vác sứ mệnh quốc ca từ một nhạc sĩ đã là người thiên cổ? Thưa, không phi lý chút nào khi trong khối di sản âm nhạc để lại của ông đang có nhạc phẩm mang tầm vóc xứng đáng như vậy, nhạc phẩm Việt Nam, Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam được ông sáng tác từ năm 1966. Năm 1967, khi chính quyền miền Nam tu chính hiến pháp, thì Việt Nam, Việt Nam đã nhanh chóng trở thành ứng viên sáng giá cho quốc ca Việt Nam. Thế nhưng, chung cuộc thì quốc hội lúc ấy đã giữ lại bài quốc ca sử dụng từ năm 1948 là Tiếng gọi thanh niên hay Công dân hành khúc của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước để làm quốc ca. Vì lẽ, những ca từ sát máu trong nhạc phẩm này phù hợp với hoàn cảnh chiến tranh và tâm thế chiến tranh vào thời điểm ấy hơn. Thật tiếc khi giai điệu hành khúc trầm hùng thôi thúc dục dã những con dân Việt cùng chung sức tranh đấu cho những giá trị nhân bản, tự do, công bằng, bác ái, tình yêu thương đồng loại, niềm tự hào, tự tôn dân tộc đã chưa được chọn làm quốc ca. Việt Nam, Việt Nam, tác giả Phạm Duy. Việt Nam, Việt Nam nghe từ vào đời. Việt Nam, hai câu nói bên vành nôi. Việt Nam nước tôi. Việt Nam, Việt Nam tên gọi là người. Việt Nam, hai câu nói sau cùng khi lìa đời. Việt Nam đây miền sinh tươi. Việt Nam đem vào sông núi. Tự do công bình bác ái muôn đời. Việt Nam không đòi xương máu. Việt Nam kêu gọi thương nhau. Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu. Việt Nam trên đường tương lai, lửa thiêng soi toàn thế giới. Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời. Tình yêu đây là khí giới, tình thương đem về muôn nơi. Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam quê hương đất nước sáng ngời. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam muôn đời. Tôi đã xét nét, cố soi trong 20 câu hát trong Việt Nam, Việt Nam để thấy rằng không có một câu nào không xứng đáng là một phần của quốc ca. Nhân dịp này, hãy nhìn lại, đánh giá và so sánh với quốc ca hiện nay, bản Tiến quân ca của tác giả Văn Cao. Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa, cờ in máu chiến thắng mang hồn nước, súng ngoài xa chen khúc quân hành ca, đường vinh quang xây xác quân thủ, thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu, vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiến mau ra xa trường, tiến lên cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta vững bền. Bài Tiến quân ca có giai điệu trầm hùng, bi tráng, thể hiện thái độ sắt máu, quyết liệt đối với quân thù, tạo cảm xúc dục dã thôi thúc mọi người vươn lên, xốc đến, chiến tranh. Tiến quân ca có 10 câu hát, thì trong đó đã có đến 8 câu hát đều mang nội dung, ý nghĩa, cổ võ cho những cuộc chiến đẫm máu
trong thế kỷ 20 mà người Việt đã phải đau đớn gánh chịu. Rõ ràng, đấy là một quốc ca sắt máu thoát thai từ chiến tranh đang được hát ở giữa thời bình, thời mà chiến tranh đã trở thành lịch sử từ nhiều thập kỷ qua. Trong thời bình, ngẫm xem chúng ta còn cần một quốc ca chiến tranh như thế nữa hay không? Chiến tranh đã lùi xa, thay vào đó, chiến trường bây giờ đã là thương trường. Cũng thế, những ca từ máu, súng, đường vinh quang xây xác quân thù, cờ in máu chiến thắng mang hồn nước, súng ngoài xa chen khúc quân hành ca, đường vinh quang xây xác quân thù đã có thể thay thế bằng tự do, công bình, bác ái. Việt Nam không đòi xương máu, Việt Nam kêu gọi thương nhau, Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu. Hơn nữa, quốc ca không chỉ dành riêng cho cán bộ công chức của chính quyền hát khi suy tôn quốc kỳ, mà là toàn thể dân chúng, bắt đầu từ các cháu học sinh ở lứa tuổi nhi đồng. Một quốc ca sắt máu của chiến tranh sẽ truyền thông điệp gì cho chúng, sẽ giáo dục điều gì cho chúng ngoài thù hận, bạo lực, khát máu, hung tàn. Hát đến câu đường vinh quang xây xác quân thù, chúng có thắc mắc cha anh mình đang chọn ai làm quân thù để lấy xác làm đường vinh quang nữa chăng? Trong khi đó, trong Việt Nam chỉ có một câu nhắc đến xương máu và một câu khác nhắc đến khí giới, nhưng với ý nghĩa hết sức nhân từ, cao thượng và bao dung. Việt Nam không đòi xương máu và tình yêu đây là khí giới. Bạn nghĩ xem còn gì đẹp đẽ hơn như vậy? Tiến quân ca thích hợp với giai đoạn chiến tranh và đã thực hiện xong sứ mệnh lịch sử của mình. Tiến quân ca không còn thích hợp trong bối cảnh kiến quốc thời bình của xứ sở. Nhưng những giá trị tự do, công bình, bác ái, tình yêu thương đồng loại, niềm tự hào, tự tôn dân tộc được nêu trong Việt Nam thì lại bất biến, lúc nào cũng thích hợp cho một dân tộc hướng thiện, kêu gọi yêu thương nhau, sống có trách nhiệm với chính mình, với xứ sở, với cộng đồng quốc tế văn minh. Tôi tin lắm, sớm muộn gì thì những giá trị đích thực sẽ được trả lại cho dân mình. Khi ấy, có lẽ dân ta sẽ chọn lại một quốc ca mới thích hợp với những giá trị nhân bản, và Việt Nam lại là ứng viên sáng giá để người Việt, những đứa trẻ có thể hát Việt Nam nghe từ vào đời, Việt Nam hai câu nói bên vành nôi, và người đi xa về nơi cuối trời, Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời. Lời ca như một định mệnh, Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời, tác giả Phạm Duy đã mất tại Việt Nam vào tháng 1 năm 2013, tưởng niệm ông nhân ngày sinh thứ 100, người nhạc sĩ tài hoa, đa tài lắm tật và là người viết quốc ca cho xứ sở này trong Mai Hậu. Tim non đổ xuống dốc dài, đặt tâm linh xuống nơi đền đài, chào nhân loại còn chào luôn thế kỷ tàn phai. Thương quê hương mỏng manh chiếc áo nát nhau mẹ thức ngồi khâu, thương quê hương triền miên bão lũ chìm trên từng mặt người dã thú. Đang yêu nhau người vướng tội tù,
đang đam mê người nuối hận thù, thương quê mẹ tâm nhân từ dối nhịp đường tu. Trong đau thương nhìn con bước tới, dáng mẹ ngồi héo mòn niềm vui, con đi trong buồng tìm thống hối, giữa dòng đời muôn trùng vạn lối. Con ra đi vì trái tim mình thân không chính nuôi tâm hồn lạnh, để đêm về quy bên mẹ nghe an bình trong tiếng cầu kinh. Cầu kinh để vọng hướng lên trời, nguyện xin Chúa đoái thương người Việt, Chúa nhân từ trên thập tự, máu ngàn đời máu vẫn đỏ tươi. Trong gian mẹ ngồi, thương quê hương mỏng manh chiếc áo, áo nát nhau mẹ thức ngồi khâu. Thương quê hương triền miên bão lũ, chìm trên từng mặt người dã thú. Đang yêu nhau người vướng tội tù, đang đam mê người nuối hận thù. Thương quê mẹ tâm nhân từ dối nhịp đường tu. Trong thương đau nhìn con bước tới, dáng mẹ ngồi héo gầy niềm vui, con đi trong buồng tim thống hối, giữa dòng đời muôn trùng vạn lối. Con ra đi vì trái tim mình thân thương chính nuôi tâm hồn lành, để đêm về quy bên mẹ nghe an bình trong tiếng cầu kinh. Cầu kinh để vọng hướng lên trời, nguyện xin Chúa đoái thương người Việt, Chúa nhân từ trên thập tự, máu ngàn đời máu vẫn đỏ tươi. Cầu kinh đêm vọng hướng lên trời, nguyện xin Chúa đoái thương người Việt, Chúa nhân từ trên thập tự, máu ngàn đời máu vẫn đỏ tươi. Trong gian mưa